Hi, xin chào mọi người. Chào buổi sáng Bình Thuận nhá. Hôm nay thì mình đang thức dậy ở một cái vùng biển rất là bình yên. Trong chuyến bay lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái địa danh rất là có ý nghĩa với Việt Nam. 3 2 1 nếm. Xin giới thiệu với mọi người, mình đang ở thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận. Và nhắc đến cái từ Kê Gà thì chắc chắn là các bạn cũng biết là địa điểm hôm nay chúng ta sẽ ngắm là gì rồi đúng không? Đó chính là hải đăng Kê Gà. Rồi, ok, bây giờ thì việc đầu tiên thì mình sẽ đưa cái máy bay flycam của mình ra ngoài biển trước nhá. Lúc này đang là 7 giờ sáng rồi, hôm nay thì mình dậy hơi muộn. Chứ nếu mà mình dậy sớm hơn một chút thì chúng ta có thể thấy được cái cảnh người dân chài cá, đem cá về trên bờ này như này. Cái bờ biển này thì mình thấy nó khá là dài, rộng. Nhưng tuy nhiên thì nó vì là nó không được dọn rác và những cái rác thải từ cái việc đánh bắt cũng như là rác thải người dân nó ở đây rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái sự hoang sơ nhất định. Thì mong là sau này khi mà phát triển du lịch hơn nữa thì cái bãi biển này nó sẽ được dọn sạch hơn. Ok. Eo biển này thì mình thấy nó cũng dài tựa cả vài cây số luôn. Và đây chính là cái con những cái con tàu được neo đậu ngay ở phía bên ngoài mình. Chỉ cách mình có mấy trăm mét thôi. Ok. Và cái mùa này thì biển Việt Nam gió rất là to. Vì vậy là nó không còn trong xanh như là những cái ngày mùa hè nữa. Tuy nhiên thì nó cũng có đẹp, nó có cái một cái vẻ đẹp theo kiểu khác do là những cái con sóng rất là lớn, con sóng bạc đầu luôn. Không biết là cái flycam của mình giờ đang ở đâu nữa. Ok, quay cho mọi người thấy thế thôi, một chút thế thôi. Nếu như các bạn phóng tầm mắt ra xa trên những cái quả đồi ấy, các bạn thấy những cái mảng xanh xanh ấy, đó chính là cây thanh long. Và buổi tối ấy, thì Bình Thuận nổi tiếng với những cái bức ảnh đẹp về cây thanh long, bởi vì là mỗi một cây ấy, đều có một cái đèn. Và cái đèn đấy nó giúp cho nó tỏa nhiệt, giúp cho cái cây thanh long nó ra quả đều đặn, thúc quả sớm hơn. Rồi, ngắm cho mọi người ngắm một cái khung cảnh như này nhá. Và mấu chốt của ngày hôm nay đó chính là hải đăng Kê Gà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bay gần tới hải đăng Kê Gà để ngắm cái con hải đăng, cái ngọn hải đăng đẹp cổ nhất và cao nhất Việt Nam mình nhá. Rồi, 3 2 1 đâu rồi? đâu rồi? 3 2 1 3 2 đây rồi. Ok. Xin lỗi mọi người, để mọi người hồi hộp quá. Trời hơi sáng, mình sẽ ok. Và cũng như là bao vùng biển khác, nếu như các bạn mà muốn chụp hình những bức hình đẹp mà không bị cháy biển như này, giống như mình đang bị gặp phải, thì các bạn phải dậy thật sớm, hoặc là đợi cái khoảnh khắc là hoàng hôn. Hoặc một cái nữa đó là các bạn hãy chờ cho tới khi mặt trời đứng bóng, tức là 12 giờ trưa ấy, thì chúng ta sẽ thấy được cái nước biển một cách chi tiết nhất. Thì hải đăng Kê Gà này để mà view thì nó sẽ là view ra phía bình minh. Còn ở biển mà mình đang ngồi thì chúng ta có thể là ngắm hoàng hôn. Với cái chiều cao là 35 mét thì cái ngọn hải đăng này cao nhất Việt Nam. Và các bạn có biết không, ba cái ngọn hải đăng được người Pháp xây đầu tiên tại Việt Nam đó chính là hải đăng Kê Gà, hải đăng Long Châu mà mình đã từng review ở quê hương Hải Phòng mình, và thêm một hải đăng nữa cũng là ở Hải Phòng, đó chính là hải đăng Hòn Dấu ở ngay chỗ cột mốc số 0. Thì với cái chiều cao này thì mình nghĩ là chắc là nó phải rơi về tầm khoảng mấy chục mét đấy, khả năng là 65 mét, và chất liệu của nó là chất liệu đá. Nếu như mà các bạn mà từng xem cái video mình review Long Châu ấy thì mới biết được là cái đá mà làm ra cái hải đăng Long Châu thì lại được lấy luôn ngay từ cái hòn đảo Long Châu và được xẻ ra và đắp lên luôn. Tuy nhiên thì
Có một số người cho rằng hải đăng Long Châu nó vẫn giữ được cái nét cổ kính từ ngày xưa, chứ không như là hải đăng Kê Gà, bởi vì hải đăng Kê Gà đã được tu sửa nên để mà nó sẽ vẫn là cái hình dáng như ngày xưa, nhưng mà nó màu sắc của nó sẽ không được nguyên vẹn qua hơn 100 năm rồi. Đây, chúng ta đang được ngắm hải đăng Kê Gà. Và cái tên Kê Gà này bắt xuất phát từ đâu thì cũng không ai hiểu. Chỉ biết là ngày xưa các cụ đã gọi đây là cái thôn Kê Gà rồi. Đây là thôn Kê Gà nhá, nhưng mà xã là xã Tân Tân Thành. Theo được biết thì cái tên Kê Gà là vì mũi đất có khe giống đầu mỏ của con gà. Nên người ta gọi là Kê Gà. Hoặc là giả thuyết thứ hai thì họ sẽ cho rằng là đây là một phần đất tách rơi từ núi Cẩm Khê. Nên người ta gọi đấy là thôn Kê Gà. Nhưng mà thực chất thì đấy là tất cả những cái giả thuyết thôi, vừa cáo vừa nói là những cái giả thuyết thôi, còn đâu cái tên gọi như nào, tại sao các cụ đặt như thế thì mình cũng không rõ được đâu. Bây giờ thì các bạn đang nhìn thẳng về cái hướng hướng hơi xéo xéo bắc, thì cái hướng đấy là về, nếu mà chúng ta chạy thẳng thì chúng ta sẽ tới được với cả thành phố Phan Thiết và cũng như là cái khu du lịch Mũi Né. Bình Thuận thì cực kỳ nổi tiếng với cả khu du lịch Mũi Né, bởi vì ở đấy có những cái đồi cát rất là cao và những cái trò chơi ở trên cát nữa, như là trượt cát hay là chạy xe trên cát. Tuy nhiên ở đấy là một cái chỗ vui chơi nó khá là sôi động. Còn ngược lại, tại Kê Gà này thì chúng ta có thể thấy rất nhiều những resort ở đây, tuy nhiên nó lại mang một cái vẻ khác. Hôm qua mình có chạy từ chỗ Phan Thiết tới đây thì mình thấy là nó khá là yên bình, rất là yên bình, màu sắc chung của nó là yên bình. Và các bạn nhớ nhá, ở quanh đây không có một cái khách sạn hay nhà nghỉ nào, trừ cái homestay mình đang ở là cái homestay Lê Huỳnh. Trên Booking cũng hình như là chưa có, mà chỉ có trên Google thôi. Thì vì vậy là nếu như các bạn mà tới đây mà hơi bỡ ngỡ bởi vì là muốn tìm phòng ấy, thì hãy tìm homestay Lê Huỳnh. Đây là một cái mình giới thiệu luôn để cho các bạn đỡ khỏi bỡ ngỡ thôi, chứ mình không có quảng cáo gì cả. Quanh đây resort thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 600-700. Nói chung là cũng không quá đắt, nhưng mà bởi bản thân mình thì mình là một người đi bụi, không có nhiều chi phí nên mình chỉ ở những cái nhà nghỉ như này thôi. Còn đâu thấp cấp hơn một chút thì chúng ta có thể là ở những cái phòng trọ. Và phòng trọ thì như các bạn thấy đấy, thì nó cũng đa phần là xây dựng lên để phục vụ các anh em tài xế đi đường dài buồn ngủ. Cháy sáng mất rồi. Nói chung là quay tầm này rất là khó. Cái hải đăng này thì chắc là nó hoạt động từ năm một đầu thế kỷ thứ 19 rồi, rất lâu rồi, chắc là tầm khoảng 1897, bởi vì là nó, mình chỉ nhớ là nó xây trước hải đăng Long Châu của chỗ Hải Phòng tầm khoảng vài năm, 2-3 năm gì đó. Ok, thì đấy là những cái thông tin của hải đăng. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đánh giá theo cái cảm quan của mình nhé. Các bạn có thấy không? Có thấy một cái eo mà nước biển đang chảy qua kia không? Và những cái tháng cuối năm ấy thì chúng ta có thể là đi bộ ra được, bởi vì là cái lúc ấy thì nước nó khá là cạn. Đấy chính là cái dòng nước mà các bạn đang nhìn thấy phía trước mặt kia. Tuy nhiên hơi tiếc một điều là hải đăng Kê Gà bây giờ không còn cho tham quan nữa, mà chúng ta chỉ có thể là ngắm từ xa hoặc là đến những cái bãi đá để chụp hình lên thôi, chứ không thể leo lên được nữa, nhằm bảo vệ cái di tích. Đấy, nhìn một thẳng một phát này, theo cái đường biển thì là chạy thẳng ra Phan Thiết. Nhắc đến Phan Thiết thì hôm qua mình chạy từ bắt đầu chỗ cái cửa Phan Rí ra với cả bầu mũi Né đấy, mình thấy cái con đường ấy rất là ấn tượng. Thực sự là cái con đường đấy được đem được rất nhiều những cái bạn trẻ quay phim chụp hình lại, thậm chí là những cái cô ca sĩ hay là anh ca sĩ làm MV đều chọn cái chỗ đó để quay. Chúng ta hãy tiến sát vào để ngắm nhá. Tại sao lại cái phần đèn này giờ lại không hoạt động, hay là buổi sáng thì không thể hoạt động đấy?
buổi tối thì khi mà buổi tối thì khi mà có cái cảm biến ánh sáng ấy thì nó mới bắt đầu quay. Đó, rất là đẹp. Gió rất lớn các bạn ạ. Liên tục máy bay mình báo là phải bay cẩn thận. Bởi vì ngay như các bạn đang thấy đây là quần áo của mình là bay phấp phới luôn. Chúng ta hãy ngắm thẳng dưới chân đèn một chút nhá. Hai đứa có đi qua bên đảo chụp hình không? Dạ con không ạ. Cô đi qua đấy thì mất bao tiền cô? 50.000. À. Nếu như bạn nào mà muốn đi qua đảo kia chụp hình thì sẽ nhờ người dân ạ. Ở đây là chở ghe ra thì với giá là 50.000 một người. Vâng. Con giới thiệu cho thôi chứ con không đi ạ. Tại con đang hơi vội. Chuyến xong mà tới thì con sẽ đi. Vâng. Dạ vâng ạ. Rồi mình sẽ cho máy bay lên cao một chút nhá. Nếu vậy thì chắc là những cái đá ở đây cũng là được xẻ ra từ quanh cái đảo đấy. Mình phỏng đoán thế thôi chứ mình không nắm chắc đâu, bởi vì là thời gian nó quá dài rồi và mình cũng không hiểu nhiều. Theo thông tin trên mạng ấy, thì nó là đá hoa cương, chưa biết được người Pháp đưa từ đâu đến, nhưng mà trong khu vực này thì không có. Nhưng mà hải đăng thì đều được những cái đá ấy, thì đều được chạm khắc thành từng ô, thành hình chữ nhật sẵn, sau đó là họ sẽ xây dựng thì chỉ là lắp ghép vào đúng thứ tự, đúng góc cạnh, nên là không cần dùng vữa kết dính. Ok. Đẹp quá. Hải đăng Kê Gà này nó nằm ở giữa thị xã La Di và thành phố Phan Thiết. Vì vậy là các bạn có thể là lựa chọn hai cái nơi để tham quan, đó chính là thành phố Phan Thiết và biển La Di. Biển La Di thì cũng có rất nhiều những cái chỗ ở rất là đẹp, như nổi tiếng như là Coco Beach Camp, mà mình có tới đó 3 lần rồi. Nhưng mà lần này thì mình sẽ chọn một cái trải nghiệm khác, đó là ngủ tại ở Kê Gà. Và sau này khi mà quay trở lại đây bình gió bình yên hơn một chút thì mình sẽ lựa chọn cái việc là cắm trại ở đây. Bởi vì mình nghĩ là nó sẽ rất là hay. Rồi, ngắm toàn cảnh. Có lẽ là mình sẽ đi thẳng lên trên này để cho chúng ta thấy được cái hải đăng Kê Gà nó đẹp như nào nhá. Oh, gió đấy, gió lớn lắm ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng. Đi thẳng ra cái vùng biển trước mặt. Nơi mà có rất nhiều resort đây. Hơi tiếc là hôm nay trời không trong lắm để mà chúng ta có thể thấy được cái biển đẹp hơn. Mình là một người rất là thích biển, nhưng mà chỉ là thích ngồi trên bờ và ngắm biển thôi. Ô, oh. Đây này, vừa nói xong thì các bạn có thể thấy là có những cái resort trông rất là màu sắc. Đây này, những cái ngôi nhà đầy đủ màu sắc luôn. Thế thì khả năng nó là một cái khu cắm trại nhỏ đấy. Đây này này, không phải đâu. Đó, trông như những cái bungalow nhỏ, đầy đủ màu sắc luôn. Còn đây là resort. Nhiều phết. Bay thử vào ngôi làng Kê Gà này xem nhá. Xem có những cái gì đặc biệt không. Con đường vào đây rất là yên bình. À, hôm qua mình nhớ là ở đây có những cái trạm trụ điện cao thế, nên là mình sẽ phải bay rất là cẩn thận.
không là vào dây điện bây giờ là chết đấy. Đây chính là làng thôn Kê Gà đây. Có phát sóng, có phát sóng. Tầm này quay ngược sáng nó hơi khổ, tại ánh sáng nó chênh nhau nhiều quá mọi người. Đây rồi, tới cái con đường và cái chỗ mình đang ngồi đây rồi. À, có một cái hay nữa là sẽ có mấy, mình thấy có mấy cái xe đây này, cái xe nâng này, nó sẽ nâng cái những cái thúng, thúng tôm, thúng cá lên trên bờ một cách rất nhanh chứ không phải kéo thúng lên nữa. Đây là một cái điều rất là hay ho đây này, các bạn có thể thấy không? Những cái xe dịch vụ các có lẽ là họ sẽ chở cái thúng lên và mất phí chẳng hạn. Có một vài nhà đầu tư chắc là có ba cái đây. Hình ảnh thuyền thúng rất là nổi tiếng, quen thuộc với cả người dân Việt Nam. Việt Nam mình là một nước có tới 2.000 km đường biển. 2 hay 3.000 gì mình không nhớ lắm. Nhưng mà chính vì vậy mà những cái ngọn hải đăng như là ngọn hải đăng Kê Gà sẽ đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng để dẫn dắt tàu bè, từ tàu ở ngoài khơi xa, tàu cá để về với đất liền. Nó rất là quan trọng. Tuy nhiên là bây giờ thì do là cái công cụ GPS nó cũng lên ngôi rồi nên người ta đi lại đa phần là bằng GPS. Tuy nhiên để mà nhìn những cái vùng đất xa xa, bãi đá ngầm hoặc trong thời điều kiện xấu mà không có GPS thì hải đăng cũng là một cái mà không thể đố được. Vì vậy đây là cũng có thể là gọi là biểu tượng khi mà để người ta nghĩ tới biển, những cái vùng đất ven biển thì người ta sẽ nghĩ ngay tới hải đăng. Từ chỗ mình ngồi tới chỗ hải đăng là hơn 1 cây số theo đường chim bay luôn nhé. Nói chung là đại loại này rất là yên bình. Thậm chí là có cả cái chú đang chở bán đồ ăn trên biển dành cho những ngư dân đang kiểu là ngày mới chưa kịp mới đi về chưa kịp làm gì thì có thể là ăn uống luôn. Đây này, cho mọi người ngắm cái cảnh dân dã của các cô ở đây. Đó, bay thật mượt mà để thước phim nó không bị giật nhá. Xin chào các cô. Các cô đang làm gì đây? Rồi, có cả một chú chó luôn. Đấy, tầm này bây giờ là họ mới dỡ lưới ra mà kiếm cá gì vậy? Ơi, cô đi đâu ấy? Cháu đang định đi. Cô đi đâu ấy? Ôi lan man quá. Ok, có lẽ là phải cho chị ơi, ngồi tí lạnh hết rồi. Rồi đã, máy bay cất cánh ở đâu thì về tại đúng chỗ đấy. Và đây chính là chỗ mình ngồi, đây chính là cái homestay Lê Huỳnh. Và các bạn có thể tham khảo với giá là 200.000 một đêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Trong cái tập này thì mình review hơi lâu bởi vì là cái gió biển nó bay rất là khó. Và các bạn đã có thể thấy được cái hải đăng Kê Gà trong cái những cái bài viết du lịch. Thì mình muốn là review chân thực nhất những gì có ở đây thì mình sẽ show ra hết cho mọi người. Và mong là mọi người sẽ hãy tới với cả Bình Thuận nói chung và tới với cả khu Kê Gà này nói riêng để trải nghiệm cái việc là đời sống của ngư dân và cũng như là ngắm cái hải đăng lớn lớn nhất
À xin lỗi, cao nhất và cổ nhất Việt Nam nhé. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm và còn yêu cầu review một địa danh nào đó trên cao hoặc là dưới mặt đất cũng được thì hãy để lại trong phần comment. Mình sẽ cưới đó để thực hiện thay cho mọi người nhé. Bye bye mọi người.